Xin kính chào quý thầy cô. Trong video ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách để chúng ta vẽ hình ở trên Word. Word ở đây chúng ta sẽ dùng từ 2007 trở về sau nha quý thầy cô. Hiện tại thì em đang sử dụng bản Office 365. Trong video ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô 3 mục. Mục đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ đồ thị và tô miền diện tích. Mục thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu về vẽ hình không gian. Và mục thứ ba chúng ta sẽ tìm hiểu cách để chúng ta vẽ được một cái bài biến thiên. Để vẽ được thì chúng ta sẽ sử dụng hai phần mềm. Đầu tiên là Word là chúng ta đã rất là quen thuộc rồi. Cái thứ hai chúng ta sẽ kết hợp phần mềm MathTile. MathTile là một phần mềm để giúp chúng ta gõ các công thức toán học. Thì đây cũng là một phần mềm rất là quen thuộc đối với quý thầy cô. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video thôi nhé quý thầy cô. Rồi bây giờ, mục đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu vẽ đồ thị và tô miền diện tích. Để vẽ được hình á, thì quý thầy cô lưu ý giùm em là chúng ta sẽ lưu cái file của mình, đuôi của tập tin của mình sẽ là .doc nha quý thầy cô. Còn nếu như quý thầy cô lưu cái file của mình dưới dạng là .docx, thì tí nữa chúng ta sẽ bị ảnh hưởng cái phần group các cái đối tượng lại. Để lưu dưới file .doc thì quý thầy cô sẽ nhấn vô file, chúng ta nhấn Cell S. Rồi mình vào disk PC, mình sẽ chọn một cái nơi để lưu lại. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn đại ở đây. Quý thầy cô chọn cái phần là Tell at Time ở đây nè. Thầy cô chọn Word 97-2003 là nó có ghi mở ngoặc chấm đốc là xong. Quý thầy cô save lại là xong. Rồi bây giờ để bắt đầu vào video, mình sẽ zoom lên để cho dễ nhìn nha quý thầy cô. Ý tưởng để vẽ các cái hình ở trong đây là mình sẽ vẽ đè lên một số hình mẫu đã có sẵn. Ở đây mình thấy là hình mẫu của mình nó không có được đẹp lắm. Bây giờ mình sẽ cố gắng vẽ lại cho nó đẹp và nó nét hơn để khi chúng ta in ra cho học sinh làm bài thì hình vẽ nhìn nó bắt mắt hơn một chút xíu. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành vẽ. Ở đây mình thấy là mình sẽ vẽ hai cái trục trước để cho nó dễ. Thầy cô sẽ vào phần Insert, Shape. Thầy cô chọn cái biểu tượng mũi tên ở đây nè quý thầy cô. Rồi sau đó chúng ta vẽ. Để vẽ được các cái đường nằm ngang và đường thẳng đứng á, thầy cô vừa dùng chuột và chúng ta vừa nhấn cái phím Shift để vẽ cho nó thẳng nha quý thầy cô. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục chọn ở đây, chọn cái biểu tượng mũi tên để chúng ta vẽ tiếp. Rồi như vậy thì chúng ta đã vẽ xong hai trục, chúng ta có thể canh chỉnh lại sao cho nó đẹp một chút xíu. Rồi bây giờ hai cái mũi tên này có vẻ như nó vẫn chưa được đẹp lắm. Bây giờ mình sẽ chọn hai cái mũi tên này, mình nhấn chuột phải, mình chọn Format Auto Shape. Ở đây thì mình thấy là cái tùy chọn and style ở đây nó đang là mũi tên này. Bây giờ mình sẽ chọn lại, ví dụ ở đây em sẽ chọn cái mũi tên này. Rồi sau đó em sẽ chọn cái biểu tượng này. Rồi sau đó chúng ta ok. Thì nó sẽ ra cái biểu tượng mũi tên cũng khá là đẹp ha. Rồi như vậy chúng ta đã vẽ xong hai trục. Bây giờ để vẽ cái quan trọng nhất chính là cái đồ thị. Thì thầy cô sẽ vào cho mình phần Insert, chúng ta vào phần Shape. Rồi chúng ta vào phần Curve. Rồi thầy cô sẽ bắt đầu vẽ chung với em ha. Chúng ta sẽ chọn các cái điểm ở đây. Đầu tiên là điểm đầu tiên nè. Rồi chúng ta không có giữ chuột nha quý thầy cô. Thầy cô nhấn vào cái điểm này, sau đó chúng ta thả chuột ra. Rồi sau đó chúng ta tới cái điểm cực trị nè, chúng ta nhấn vô. Rồi nhấn vô. Rồi tới cái điểm cực trị này chúng ta nhấn vô tiếp. Rồi tới điểm cuối cùng này thầy cô sẽ nhấn hai lần để chúng ta thoát ra. Rồi thầy cô nhấn hai lần để chúng ta thoát ra. Như vậy thì cơ bản hình vẽ của mình đã hoàn chỉnh rồi. Bây giờ để chỉnh cho nó đẹp hơn thì em sẽ chỉnh đầu tiên là về màu sắc. Bây giờ em sẽ chỉnh cái đồ thị này là màu xanh dương đi ha. Rồi bây giờ để tại hai cái điểm cực trị nè, mình sẽ làm cho nó mượt hơn một chút xíu. Thì cô sẽ nhấn chuột phải, chúng ta chọn Edit Point. Rồi tại các cái điểm 1, 2, 3, 4 ở trên đây nè, quý thầy cô chọn cho mình là nhấn chuột phải, mình chọn là Smooth Point để cho nó mượt.
Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh. Rồi. Ở đây thì nó đã smooth sẵn rồi. Bây giờ quý thầy cô nhấp vào cái điểm ở trên đây. Quý thầy cô thấy là chúng ta có cái đường ở đây nè. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái đường này sao cho chúng ta cảm thấy nó mượt nhất có thể, hoặc là nó gần giống nhất với cái hình của chúng ta. Rồi. Như vậy thì cơ bản hình vẽ của chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ thêm các cái điểm vào. Ở đây mình có là trừ 2 nè, ô nè, 2 nè, trừ 1, 2 nè. Rồi, bây giờ thầy cô sẽ vào cái công cụ Mắt Thai, hoặc là chúng ta có cái tổ hợp phím chính là Control Alternate Q đó quý thầy cô. Rồi, đây chúng ta sẽ nhập các cái số đó vào. Ví dụ ở đây em nhập số trừ 2 vào trước. Rồi, ở đây, bây giờ để cái số trừ 2 này nó nằm được ở vị trí này á, thì chúng ta phải format cái đối tượng này. Thầy cô nhấn chuột phải, chúng ta chọn Picture, chúng ta chọn Layout, rồi sau đó chúng ta chọn phần In Front of Text, rồi sau đó chúng ta nhấn OK. Rồi, mình sẽ điều chỉnh nó ở vị trí này. Mình sẽ điều chỉnh nó ở vị trí này. Đấy. Rồi, bây giờ để vẽ thêm những cái đối tượng kia thì mình có thể làm tương tự như phần mềm Mắt Thai hồi nãy, hoặc là mình đơn giản hơn, mình copy cái số trừ 2 này qua đây rồi mình chỉnh sửa. Đây mình sẽ copy qua ha, quý thầy cô. Rồi, nhưng mình nhấn double click vô để mình sửa. Rồi, đây mình sửa số 2. Đây mình sửa số trừ 1. Rồi, đây mình sửa là số 2. Rồi, sau đó bây giờ mình còn hai cái đường đứt nét này. Quý thầy cô vào phần Insert tiếp, mình vào phần Shape. Sau đó mình sẽ chọn cái phần Line ở đây. Mình sẽ zoom lên một chút xíu. Rồi, ở đây mình sẽ nhấn giữ phím Shift và mình kéo xuống dưới đây. Rồi, sau đó ở đây mình cũng chọn một cái đường line như thế này. Rồi, mình kéo ngang qua. Sau đó mình sẽ chọn hai cái đường này. Mình chọn Shape Outline nè quý thầy cô. Chúng ta sẽ chọn cái phần Dash. Ở đây chúng ta sẽ chọn đường nứt nét là đây. Đường nứt nét có nhiều tùy chọn. Đây mình có thể chọn đường này. Rồi, OK. Bây giờ cơ bản là đã hoàn thành. Bây giờ đúng rồi, chúng ta vẫn còn hai chữ OXY nữa ha quý thầy cô. Rồi, ở đây thì mình sẽ để chữ O ở trên đây. O ở đây. Rồi. X ở đây. Và Y ở đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ tô cái góc tọa độ một cái điểm. Mình sẽ vào phần Shape, mình chọn là Oval, mình sẽ zoom lên ha. Rồi, mình sẽ tô cái điểm O này. Để vẽ được cái hình tròn á, thầy cô vẫn nhấn giữ phím Shift. Rồi, ở đây chúng ta sẽ fill nó, ở đây mình có thể fill màu đỏ. Rồi, chiều dài và chiều rộng thì mình sẽ để là 0.1 đi, để cho nó nhỏ lại, 0.1. Đây mình cũng sẽ để màu đỏ luôn đi ha. Rồi. Rồi. Hoặc là ở đây mình cũng có thể chọn set outline là màu đen cũng được. Sau đó để cho nó đẹp á, thì mình sẽ cho cái phần đường này mình cho nó nhạt lại. Cỡ 1pt. Các cái đường này cũng vậy. 1, 2, 3, 4. Bốn đường này mình sẽ chỉnh cho cái độ dày của nó mỏng lại. Mình sẽ vào quay nè quý thầy cô, chúng ta sẽ chọn cỡ 1pt là vừa đẹp. Rồi, như vậy hình vẽ của chúng ta cơ bản đã hoàn thành. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng còn lại là chúng ta phải nhóm các đối tượng này. Quý thầy cô sẽ vào phần Select, chúng ta nhấn vào nút Select Object ở đây. Chúng ta quét cái đối tượng này. Thầy cô nhấn chuột phải, chúng ta chọn phần Grouping, rồi chúng ta chọn Group là xong. Như vậy thì hình vẽ của chúng ta đã có sẵn ở đây. Thì quý thầy cô thấy là hình vẽ này so với hình vẽ ban đầu của chúng ta nó đẹp hơn nhiều đúng không ạ? Thì khi chúng ta in cho học sinh chúng ta làm thì sẽ dễ nhìn hơn. Ở đây thì mình có thể là tô thêm cái điểm 2 ngay đây nữa nha quý thầy cô. Để cho chúng ta phân biệt, đừng hiểu nhầm cái điểm 2 này là giao điểm với trục tung ở trên đây. Rồi. Tương tự thì mình cũng sẽ vẽ được cái hình vẽ thứ hai.
Hình vẽ đầu tiên thì cái đường cong nó đơn giản, hình vẽ thứ hai thì đường cong nó phức tạp hơn một chút xíu thôi. Giờ đầu tiên mình cũng sẽ vẽ hai cái trục trước nha quý thầy cô. Rồi. Đây. Rồi, như vậy mình đã dựng xong hai trục. Mình sẽ chỉnh lại cái độ mỏng này lại cho nó mỏng lại xíu. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn cái đường curve hồi nãy. Rồi, nhấn điểm đầu tiên. Xuống điểm cực trị ở đây, lên điểm cực trị trên đây, xuống điểm cực trị dưới đây. Rồi sau đó tại vị trí cuối cùng này chúng ta nhấn hai lần. Rồi vậy hình của mình đã cơ bản đã hoàn thành. Giờ mình sẽ chọn một cái màu như nó ha. Đây mình sẽ chọn cái màu này đi. Rồi tương tự mình sẽ vào phần Edit Point, tất cả mình sẽ điều chỉnh về Smooth Point hết. Rồi. Rồi, ok. Ở các cái điểm này tương tự chúng ta sẽ cố gắng chỉnh sao cho nó đẹp nhất có thể ha. Rồi. Đây, mình sẽ chỉnh ở chỗ này. Đấy. Như vậy thì cơ bản hình của chúng ta đã vừa mắt rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục chèn các cái điểm, tên điểm vào OXE. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào Picture, Layout, Info Text. Rồi, O nè. Rồi, 4 nè. 4. Rồi, đây là X. Rồi, và đây là Y. Rồi, tại hai điểm này chúng ta sẽ tô cái điểm cho nó. Mình sẽ zoom lên một xíu. Rồi. Đây mình chọn là 0.1. Đây mình chọn là 0.1. Set Fill mình để là màu đỏ. Set Outline mình sẽ chỉnh cái độ dày của nó xuống một xíu. Rồi sau đó mình sẽ để ở đây. Đây chính là vị trí của điểm O. Rồi mình sẽ làm tương tự cho cái điểm số 4 ở đây nè quý thầy cô. Rồi, như vậy đã xong. Chúng ta sẽ tiến hành nhóm các đối tượng này lại. Vào Select Object, nhóm lại. Chuột phải, Grouping, chọn Group. Mình sẽ để qua đây. Như vậy thì quý thầy cô thấy là cái hình mới của chúng ta nó cũng đã đẹp hơn nhiều so với hình cũ rồi ha. Rồi, như vậy là mình đã xong hình thứ hai. Bây giờ tới hình thứ ba, mình liên quan tới phần tô màu diện tích. Bây giờ mình sẽ vẽ nhanh cái phần trước đó nha quý thầy cô. Rồi, tương tự mình sẽ vẽ hai cái trục cho nó. Rồi, vẽ hai cái trục. Đây mình sẽ chỉnh cái độ dày cho nó nhỏ lại xíu. Mình vẽ hai cái đồ thị này. Rồi, ở đây, ok. Tiếp tục đường curve ở đây. Rồi, hai cái đường này mình sẽ chỉnh lại cho nó ha, độ mỏng mỏng vừa thôi. Rồi cái đường này mình sẽ edit point cho nó đây, smooth point. Tương tự ở đây cũng vậy, mình cũng sẽ để là smooth point. Sau đó mình sẽ kéo cái này lên, kéo cái này lên. Rồi ở đây mình sẽ kéo cái này lên chút. Ở đây mình sẽ kéo cái này qua chút. Như vậy là vừa đẹp. Tương tự bên đây cũng vậy. Rồi đây mình sẽ để smooth point. Thì mình cũng để là smooth point. Rồi, ok. Bên đây thì mình sẽ cho nó qua đây chút. Rồi, ở đây thì mình sẽ cho nó qua đây một chút. Rồi, như vậy là hai đồ thị này cơ bản đã xong. Bây giờ cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ tô miền cái đồ thị này nha quý thầy cô. Bây giờ để tô miền được á, quý thầy cô vào cho mình cái phần Insert Shape này. Chúng ta sẽ chọn cái phần là Free From ở đây. Rồi,
Để tô miền được á, mình hiểu đơn giản là mình sẽ vẽ một cái đa giác giống như cái phần diện tích hình phẳng này. Sau đó chúng ta sẽ để cho cái phần đa giác này nằm phía sau cái phần đồ thị. Thì khi đó cái phần đồ thị, cái đường cong á, nó sẽ che đi cái phần viền đa giác bên ngoài. Thì mình sẽ thấy được cái diện tích hình phẳng của chúng ta. Và bây giờ chúng ta bắt đầu từ điểm đầu tiên ở đây. Chúng ta sẽ vẽ các cái đoạn thẳng. Đây. Cái đoạn thẳng này nó sẽ nằm ở trong cái phần giới hạn bởi hai đồ thị này cho quý thầy cô. Rồi. Đây. Rồi. Tới cái điểm cuối cùng này nè, thầy cô nhấn hai lần chuột giống như hồi nãy. Đây, mình nhấn hai lần chuột. Vậy là cái phần đa giác của mình đã xong, bây giờ mình sẽ xếp fill nè. Rồi mình sẽ tô màu cho nó. Đây quý thầy cô thấy. Rồi. Đây mình sẽ tô màu bằng cách là dùng pattern nha quý thầy cô. Để quý thầy cô thấy ở đây nè, nó có cái phần rường gạch sọc giống như ở phần này nè. Mình nhấn vào là ok. Và bây giờ cái phần outline á, mình thấy cái đường viền này nó khó chịu thì mình sẽ ẩn cái đường viền đi bằng cách là chúng ta vào chọn no outline. Rồi, như vậy là cái đường viền của mình đã bị mất đi hoàn toàn rồi nha quý thầy cô. Bây giờ để cái này nó nằm phía đằng sau á, chúng ta sẽ vào cái phần send backward này nè. Chúng ta chọn phần send to back. Đấy, như vậy là phần đồ, cái phần đa giác, các cái cạnh của chúng ta đã bị ẩn phía đằng sau rồi. À, như vậy là phần tô miền diện tích của mình đã xong. Bây giờ mình sẽ làm các cái phần còn lại để làm cho cái hình của mình nó đẹp hơn. Bây giờ chúng ta sẽ giống cái điểm xuống đây. Rồi, tương tự mình sẽ giống cái điểm xuống đây. Rồi, mình sẽ chọn hai cái này ha. Mình chọn hai cái này. Rồi, mình sẽ chọn nét đứt. Và mình sẽ chọn cái độ dày của nó mỏng lại. Rồi, tương tự thì mình sẽ thêm các cái tên điểm vô. Đây là O nè. In front of text. Chữ O mình để đây. Đây là số 2. Rồi. Đây là cái đồ thị của mình. Y bằng x bình phương trừ 2x trừ 2. Rồi. Ở đây sẽ là đồ thị y bằng trừ x bình phương cộng 2. Rồi. Ở đây sẽ là số trừ 1. Rồi, như vậy thì cơ bản hình vẽ của mình đã hoàn thành. Tất nhiên là mình sẽ còn thêm hai chữ x, y nữa nha quý thầy cô. Đây là x, đây là y. Rồi. Ok, như vậy là đã xong. Bây giờ mình sẽ nhóm các cái đối tượng này lại. Mình sẽ vào Select Object này. Nhóm lại. Nhấn chuột phải, Grouping, Group. Lại là xong. À, quý thầy cô thấy là cái hình vẽ mới của mình nó trông nó dễ nhìn hơn cái hình cũ một chút xíu. Tất nhiên ở đây thì em đang vẽ nó chưa có được đẹp lắm. Khi quý thầy cô thực hành, chúng ta có nhiều thời gian, chúng ta sẽ canh chỉnh lại cho nó đẹp hơn một chút xíu nha quý thầy cô. Rồi, đó là xong cái mục đầu tiên là vẽ đồ thị tô miền diện tích. Bây giờ mình qua mục thứ hai, đó là vẽ hình không gian. Thì vẽ hình không gian nó cũng tương tự như ở phần ở trên thôi. Chúng ta sẽ nối các cái đoạn thẳng lại, rồi sau đó chúng ta nhóm các đối tượng lại là xong. Thực ra vẽ hình không gian nếu như mình có hình sẵn rồi mình vẽ lại thì nó lại dễ hơn cái vẽ đồ thị nha quý thầy cô, bởi vì tất cả các hình chúng ta vẽ đều là đoạn thẳng hết. Thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ các đoạn thẳng này. Đường thẳng đứng này chúng ta sẽ nhấn phím Shift. Rồi, ở đây mình sẽ vẽ lại, tiếp tục. Rồi. Đây. Rồi sau đó mình nối lại. Đấy. Thế được, cô thấy là mình vẽ cái hình không gian này nó tương đối là đơn giản hơn so với vẽ đồ thị khi mà chúng ta đã có hình vẽ sẵn. Tất nhiên là các cái hình vẽ sẵn thì mình có thể vẽ trước ở trên các phần mềm khác, hoặc là chúng ta vẽ trên GeoGebra hoặc là Sketchpad, rồi sau đó mình sẽ dán qua nha quý thầy cô. Sau đó chúng ta vẽ đè lên cho nó, nhìn cho nó đẹp. Rồi bây giờ hai đường này mình sẽ để cho nó thành nét đứt. Rồi, bây giờ mình sẽ tô các cái điểm vào để nhìn cho nó đẹp hơn xíu. Đây,
giống như bên kia thì mình sẽ chọn là 0,1. Đây mình chọn là 0,1. Rồi, set fill là màu đỏ, set outline mình để cái độ dày nó mỏng xuống. Rồi, mình sẽ di chuyển nó. Rồi, tới đây là ok rồi đó. Nhưng mình sẽ copy cho những cái điểm còn lại. Đây là điểm A, đây là điểm D, đây là điểm C, đây là điểm B, và đây là điểm M. Rồi, như vậy là hình của mình đã xong. Bây giờ mình cho nó những cái nhãn nữa. Đây, mình vào Picture, Layout, Envelope Text, S, A, B, B ở đây, C, C ở đây, và D ở đây. Rồi, điểm M nằm ở trên đây. Rồi, vậy sau đó mình sẽ nhóm đối tượng lại là xong nha quý thầy cô. Select check đây, select object đây, này, rồi chúng ta group lại đấy. Rồi xong, như vậy hình vẽ mới của mình đã hoàn thành. Quý thầy cô thấy là nó đẹp hơn nhiều so với cái hình ở góc ở bên đây, bởi vì hình góc bên đây mình cắt từ trong một cái đề thi thử mình dán qua đó. Rồi bây giờ mình qua tới cái hình khó hơn là hình ở dưới đây, mình sẽ vẽ như thế nào. Bây giờ để vẽ được cái hình ở dưới đây á, chúng ta sẽ liên quan tới các cái đường tròn. Bây giờ là mình đầu tiên mình sẽ vẻ trước cái hình đường tròn ở dưới đây nha quý thầy cô. Đây mình thấy là cái này nó không phải là một đường tròn, nó chỉ là một cái phần cung tròn thôi. Để vẽ được cho nó chính xác á, mình sẽ vẽ cái đường tròn trước để mình canh. Rồi, mình vẽ trước một cái đường tròn, mình canh làm sao cho cái đường tròn này có bán kính giống như cái đường tròn ở trong cái hình mẫu của mình ha. Rồi, mình nhấn giữ phím Shift nha quý thầy cô. Nếu không là chúng ta sẽ bị biến thành đường ellipse. Rồi, như vậy là hình vẽ của mình đã xong. Bây giờ để vẽ được cái cung tròn á, thì cô vào phần này, chúng ta vào cái mục là ARC này quý thầy cô. Art, đây chúng ta vẽ cái cung tròn. Chúng ta xuất phát từ cái điểm này, chúng ta vẽ qua, chúng ta nối qua đây, chính là cái cung tròn của mình. Để cho nó dễ thì mình sẽ để cái màu khác. Rồi, mình sẽ cung tròn của mình là nó ở đây nè. Rồi, rồi sau đó nó đi qua đây. Sau đó nó đi qua đây. Ở đây mình sẽ chỉnh lại một chút xíu thông số. Rồi, như vậy là cái cung tròn của mình đã xong. Cái đường tròn này mình sẽ bỏ đi. Tương tự cho cái cung tròn ở trên đây. Rồi, mình sẽ vẽ một cái đường tròn để định hướng cho nó. Rồi, ok, vừa khớp luôn. Rồi sau đó mình sẽ vẽ một cái cung tròn, cung tròn đi từ dưới đây lên trên đây. Rồi mình sẽ chỉnh màu cho nó để mình phân biệt. Ở đây mình trong hình thứ hai này của mình tới hai cái cung tròn lận, cho nên là mình sẽ copy qua đây. Để vẽ được cái cung tròn thứ hai á, mình cũng thể làm tương tự, hoặc mình lấy copy qua xong mình lấy đối xứng cũng được nha quý thầy cô. Rồi, đây mình sẽ lấy đối xứng. Chúng ta vào phần rotate này nha quý thầy cô. Rồi, để mình lấy đối xứng nó qua. Đấy. Rồi. Vậy thì hai cái cung tròn của mình đã xong. Bây giờ cái đường tròn này mình sẽ xóa đi. Rồi. Ok. Rồi sau đó cái cung tròn ở đây tương tự như vậy, mình sẽ vẽ ha. Rồi, mình sẽ vẽ từ dưới đây mình vẽ qua. Đây, vẽ từ dưới đây mình vẽ qua. Mình sẽ zoom lên một xíu. Đó. Rồi, vậy là đã xong. Rồi, mình tương tự mình sẽ lấy đối xứng qua. Lấy đối xứng qua. Rồi, mình sẽ chọn nét đứt ở đây. Đó. Tương tự cho các cái đường ở dưới đây cũng vậy. Đây. Rất nhanh chóng thôi quý thầy cô. Rồi. Đấy. Rồi. Mình sẽ
Ý đối xứng hại. Rồi. Rồi, ở đây luôn là. Rồi. Tương tự cho hai cái đường ở đây. Rồi. Ok. Sắp xong rồi, mình sắp xong rồi nha quý thầy cô. Rồi. Đấy. Vẽ thì nó đẹp, mình phải đầu tư một chút xíu. Đây. Rồi, tương tự cho cái nắp ở trên đây cũng vậy. Nắp trên đây hơi nhỏ cho nên mình sẽ cố gắng canh ha. Cố gắng canh cho nó chuẩn chuẩn chút. Rồi. Ok. Rồi. Mình lấy đối xứng qua. Sau đó mình sẽ chọn nét đứt. Nét đứt. Rồi. Trên đây mình sẽ vẽ như vậy. Hoặc là mình sẽ vẽ một cái đường elip cũng được. Đường elip cũng được ha. Rồi mình sẽ chỉnh cái này chút xíu. Rồi. Vừa đẹp luôn. Rồi sau đó mình sẽ vẽ các cái đường thẳng. Đường thẳng lại. Đó. Rồi. Như vậy thì cơ bản đã xong. Bây giờ để cho đẹp hơn, mình sẽ giảm cái độ dày của cái đường thẳng này lại. Cỡ 1 PT là vừa đẹp. Rồi, cỡ 1 PT là vừa đẹp. Rồi sau đó mình sẽ rút lại. Rồi, mình sẽ để qua đây. Tất nhiên là hình này nó vẫn còn thô sơ lắm, mà một khi mình có thời gian mình sẽ chỉnh thêm. Ở đây quý thầy cô thấy nó vẫn còn bị hở ngay chỗ này nè. Rồi. Như vậy thì với cái công cụ Word chúng ta có thể vẽ được rất là nhiều hình nha quý thầy cô. Ở hai mục đầu này mình đã hướng dẫn cho quý thầy cô cách để chúng ta vẽ đồ thị và vẽ hình không gian rồi. Bây giờ còn cái hình vẽ này. Hình vẽ này chắc là mình làm nốt luôn đi. Rồi. Hình vẽ này mình tưởng đâu là khó nhưng mà thực chất thì nó cũng cần thời gian thôi. Chứ thực tế là nó không có gì là khó cả. Rồi. Giờ đầu tiên, đây nó có các cái cung tròn thì mình sẽ vẽ các cái cung tròn thôi nha quý thầy cô. Rồi, ở đây thì mình sẽ vẽ cung tròn ở đây trước. Rồi, đây. Ok, rồi mình sẽ dừng thẳng đứng lên. Ở đây thì em xin phép quý thầy cô em sẽ vẽ cái hình bên phải nha. Còn hình bên trái thì em sẽ làm rồi em gửi cho quý thầy cô sau. Rồi. Đây. Còn cái đường này nè quý thầy cô, chúng ta có thể là chọn cái công cụ là curve ở đây hồi nãy á, để chúng ta vẽ đồ thị chúng ta vẽ nó cũng được. Hay chúng ta chọn 3 điểm thôi là xong. Đây, 3 điểm. Đó. Rồi, tương tự bên đây. Tương tự ở đây. Mình sẽ chọn cái curve ở đây. Rồi. Nhấn 2 lần vô đây. Đó, thầy cô thấy nó vừa đẹp. Sau đó chúng ta vẽ cái đường thẳng này. Vẽ đường thẳng ở đây. Đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái cung tròn ở đây. Rồi. Đây. Mình sẽ kéo xuống dưới. Mình kéo này qua. Đây. Rồi. Đây quý thầy cô. Rồi. Mình sẽ kéo lên đây một chút xíu. Rồi sau đó mình sẽ cắt bỏ cái phần thừa này đi. Cắt bỏ cái phần thừa này đi. Rồi. Bây giờ còn cái đường ở đây mình sẽ lấy đối xứng cái đường này qua. Cái đối xứng phần đường này qua. Rồi. Đây. Mình kéo qua đây. Mình sẽ giảm cái này xuống một chút xíu. Rồi, mình sẽ chọn nét của nó là nét đứt. Nét đứt. Rồi. Đây. Mình sẽ select object các cái đối tượng này. Mình sẽ
giảm cái độ dày của nó lại để nhìn cho nó đẹp hơn một chút xíu. Rồi, như vậy là đã xong. Mình sẽ kéo qua đây để cho quý thầy cô xem. Rồi, như vậy là quý thầy cô thấy là với những cái nét vẽ đơn sơ mình đã vẽ được cái hình tưởng đâu là nó phức tạp, đúng không ạ? Còn cái phần tô mì này thì sao ạ? Có phải là mình cũng như cái chiêu hồi nãy mình vẽ các cái đa giác rồi sau đó chúng ta tô màu cho nó là xong đúng không ạ? Rồi, như vậy thì cái phần vẽ hình không gian thì em xin phép sẽ dừng ở đây. Còn cái hình bên đây thì em sẽ vẽ, rồi sau đó cái file này em sẽ để dưới phần mô tả của video thì cô có thể tải về để tham khảo thêm. Bây giờ mình qua cái mục thứ ba, đó chính là vẽ bảng biến thiên. Vậy thì sau hai cái phần kia thì mình thấy là cái phần 3 này nó lại đơn giản rồi đúng không ạ? Mình chỉ cần vẽ đè lên là xong. Ở đây mình sẽ chủ yếu là vẽ các cái đường thẳng và mũi tên. Đây các bạn biến thiên đầu tiên này quý thầy cô. Đây, để mình canh chỉnh lại một chút xíu. Ra vào các cái đường thẳng ở đây. Vẽ hai đường ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ các mũi tên luôn đi. Tí nữa mình chỉ cần dùng cái mắt hai là xong rồi. Đây, một đường, hai đường, hai đường, ba đường và bốn đường. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thêm các cái đối tượng mắt hai vào đây. Vô đây mình chọn là ít nè. Ok. Rồi, mình chọn là picture layout in front of. Đó, mình để ở đây. Đây là F phẩy. F phẩy. Để dấu phẩy thì mình sẽ nhấn Ctrl Alt Tab và dấu nháy nha quý thầy cô. F phẩy X. Rồi, mình sẽ để ở đây. Rồi, đây là trừ vô cùng. Rồi. Để ở đây. Trừ vô cùng. Đây là trừ 1. Rồi. Đây là 0. Đây là 0 và đây là 1. Đây là 1 và đây cuối cùng chính là cộng vô cùng. Rồi. Sau đó mình sẽ để tiếp ở đây, đây là 2. Đây là 2. Đây là -3. Rồi. Và cuối cùng ở đây là chưa cuối cùng, xém cuối. Đây là -1. Rồi, đây cộng một cùng hình copy đây mình dán vô cho nó nhanh. Rồi. Như vậy là đã xong. Bây giờ mình sẽ nhóm các cái đối tượng này lại, mình vào phần select object này quý thầy cô, cho nên nhóm. Rồi, mình group group lại. À. Rồi bây giờ mình kéo qua đây để cho quý thầy cô xem. Rồi. Thì cô thấy là với những cái nét vẽ đơn sơ như vậy mình đã có được một cái bảng biến thiên. Nó vẫn còn thiếu. Nó vẫn còn thiếu. Bây giờ mình sẽ in group nó lại. Giờ mình sẽ cho cái con trừ vô cùng này xuống dưới đây. À không, cộng vô cùng chứ. Đây, mình sẽ mang qua đây. Rồi, bây giờ mình sẽ group lại với cô. Mình sẽ chọn lại cái đối tượng này. Sau đó mình group lại. Đó, là xong. Rồi, tương tự thì cái hình ở dưới đây nó cũng như y chang như thế này thôi quý thầy cô. Rồi, bây giờ để vẽ được cái hình ở dưới đây nó sẽ khó ở chỗ hai cái đường đường hai gạch ở dưới đây nè là ám chỉ không xác định á, thì mình sẽ vẽ như thế nào. Nếu như chúng ta dùng Word 2003 thì nó là dễ, còn bây giờ chúng ta dùng Word từ 2007 trở lên á thì cái đường hai gạch này nè nó khó tìm hơn. Nếu như chúng ta lưu file dưới dạng docx á thì mình lại làm rất là dễ, còn nếu như chúng ta lưu cái file chống đóng á thì để vẽ được cái đường hai gạch này thì nó lại khó. Thì thông qua cái việc em đi tìm hiểu rồi á thì em sẽ hướng dẫn lại cho quý thầy cô cái cách để chúng ta vẽ được cái đường hai gạch này. Bây giờ chúng ta sẽ vào shape quý thầy cô, chúng ta chọn cái phần free form ở đây là giống như cái vẽ miền đa giác hồi nãy quý thầy cô. Bây giờ tại vị trí này thì cô nhấn vào và nhấn giữ phím shift, rồi sau đó tới đây quý thầy cô nhấn hai gạch, nhấn hai lần chuột. Rồi, bây giờ nó ra một đường thẳng. Bây giờ để cho nó ra hai đường á, quý thầy cô nhấn chuột phải vào, chúng ta nhấn format auto shape ở đây. Quý thầy cô thấy cái phần style này nó đang hiển thị nè, là nó không có bị mất. Thì chúng ta vào, chúng ta chọn cái phần ở dưới đây là PPT nè quý thầy cô. Rồi, nhấn vào. Ok ngay.
là chúng ta đã có cái đường hai gạch ở đây rồi quý thầy cô. Đây để em kéo qua đây để cho thầy cô nhìn rõ hơn. Thì chúng ta có thể là giảm cái độ dày này đi để nhìn cho nó dễ hơn một chút xíu. Đây nó đang là 3PT, bây giờ mình sẽ giảm xuống là 1/2 để xem coi nó như thế nào. Rồi, giờ mình vào format đi. Đây mình sẽ chọn này. Đây mình chọn là 1.5 đi. Đó. Rồi, vậy thì quý thầy cô thấy là nó sẽ dễ nhìn hơn một chút xíu. Mình kéo qua, kéo hai này qua đây. Rồi, kéo qua. Rồi, tương tự mình kéo qua đây. Đó. Như vậy thì các bạn biến thiên của mình cơ bản như vậy là đã xong rồi. Còn các cái đường kia thì đơn giản mình chỉ cần vẽ các cái đường thẳng là xong rồi. Ở bạn biến thiên này thì em xin phép là em không vẽ cái đường viền nha quý thầy cô. Tại vì nó là gu của mỗi người. Rồi, đây. Đây. À không, không, không. Ở đây mình sẽ không có chỉnh nữa. Rồi, đây mình sẽ vào... mình sẽ thêm cho nó một số các cái nhãn. Đây là is nè. Rồi, in front of. Đây là g phẩy is. Rồi. Mình sẽ kéo cho này nhỏ lại một chút xíu nha quý thầy cô. Rồi đây là g is. Đây mình bỏ dấu phẩy là xong. Rồi. Đây là trừ vô cùng. Trừ vô cùng. Rồi. Đây là trừ 1. Trừ 1. Rồi. Đây là 0. Rồi. Đây là 0 nè. Đây là 1. Đây là 2. Đây là 2. Và đây là cộng vô cùng. Rồi. Đây mình sẽ để các cái cộng vô cùng ở dưới đây, copy qua. Copy qua cho nó nhanh. Rồi. Đây là trừ vô cùng, mình sẽ để dưới đây. Copy qua đây. Rồi. Rồi, ở đây mình sẽ để số 3 ở đây nha quý thầy cô. Rồi, số 3 đây. Bây giờ mình sẽ vẽ các cái mũi tên. Các cái mũi tên. Rồi, tương tự mình sẽ copy các cái mũi tên này qua đây. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ một cái mũi tên ở đây. Rồi, tương tự các cái dấu của đạo hàm g phẩy ở đây chúng ta sẽ nhập dấu cộng thôi nha quý thầy cô. Rất đơn giản. Rồi. Rồi. Rồi, một cái nữa, xong. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình cuối cùng chỉ là chọn các đối tượng này và chúng ta nhóm nó lại. Group. Rồi, giờ mình sẽ để qua đây. Mình sẽ để qua đây để cho quý thầy cô quan sát. Ôi, ở biến thiên mới của mình. Nó vẫn còn thiếu một cái đường. Đây. Mình sẽ kéo cái đường này xuống dưới đây. Không, không phải. Kéo cái đường này, kéo xuống dưới đây. À, rồi bây giờ mình sẽ chọn lại. Chọn lại cái đối tượng này. Nhóm lại. Rồi, như vậy thì cái bảng biến thiên của mình tới đây cơ bản là đã hoàn tất. Trong quá trình thầy cô vẽ thì mình có thể sẽ điều chỉnh lại một chút xíu các cái độ dày, rồi các cái hướng mũi tên để làm cho cái hình vẽ của mình nó trở nên đẹp hơn. Rồi, như vậy thì bài hướng dẫn video của em tới đây là xin được kết thúc ở đây. Ở phần 4 là phần thực hành thì quý thầy cô sẽ thực hành những cái hình em đã đề xuất ở đây để chúng ta trau dồi hơn cái kỹ năng vẽ hình. Để sau này khi chúng ta soạn các cái đề thi á, các hình vẽ của mình chúng ta vẽ lại, mình nhìn lại mình sẽ thấy nó đẹp hơn cái hình gốc ban đầu. Rồi, vậy thì bài hướng dẫn của em tới đây là kết thúc. Em xin chúc quý thầy cô thành công, vẽ hình thành công. Mọi thắc mắc thầy cô có thể comment ở trong video thì em sẽ hỗ trợ cho quý thầy cô trong khả năng
có thể của mình. Rồi em xin chào tạm biệt quý thầy cô.